Mẹ ơi, mẹ có nghe rõ con nói gì không mẹ? Alo, alo. Bạn ở đây kém thế à? Sóng 4G cũng không bắt được. Mẹ ơi. Đứng lại cho tao. Tôi xin lỗi nhé. Đi đường cái kiểu gì vậy? Gì thế này? Hỏng rồi à? Không phải thế chứ. Sao ngày hôm nay đen đủi vậy? Hỏng điện thoại rồi, làm sao mà tìm được nhà đây? Đâu mất tôi nhỉ? Vừa chạy qua đây cơ mà nhỉ? Tôi nói rồi đấy, nếu mà anh không trả cả vốn cả lãi thì anh không sang với vợ chồng tôi đâu đấy. Nhưng mà hai người tính lãi cắt cổ như thế thì làm sao mà tôi trả được? Cái thằng này, như thế nào là lãi cắt cổ? Mày nói rõ ra tao nghe xem nào. Tôi thuê đất của anh chị cũng nhiều năm, cũng được coi như là chỗ người quen cũ. Năm nay kinh tác nó khó khăn cho nên là tôi mới trả muộn. Mới có như thế mà anh chị đã tính lãi như kiểu trên trời rồi ấy. Chúng tôi cho thuê đất thì tiền trao trả mốc thôi, chứ thân quen cái gì, đừng có mà nhận lừa như thế. Với lại ấy, tiền của chúng tôi là tiền đứng tiền ngồi chứ không phải tiền nằm im một chỗ. Anh nợ tiền chúng tôi 2 tháng nay rồi đấy, liệu hồn mà trả đi chứ. Anh có biết chúng tôi tổn thất như nào không hả? Này, thế bây giờ mày có trả không, nói rõ ra xem nào. Tiền lãi thì nhất định là tôi sẽ trả, nhưng mà hai người có thể tính lãi hợp lý hơn được không? Đây không phải cái chợ để cho mày mặc cả, mày biết chưa? Đất của bọn tao ra giá như nào mày phải trả như thế. Này, nếu không trả thì bọn tao lấy lại đất. Hơn nữa, bọn tao phá sạch hoa màu ở trên đất của bọn tao, cho mày không thu hoạch được. Đấy, tự tính đi. Hai người... Thôi, đều là người cùng làng với nhau mà. Hai người có nhất thiết phải làm đến khó coi như vậy không? Này, chuyện của nhà tao ai mượn mày xíu vào? Tôi cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng làm cái gì đâu. Nhưng mà đều là người làm nông với nhau cơ mà. Hai người chả biết là năm nay mùa màng nó khó khăn, trồng trọt nó khó khăn. Thôi thì du di cho nhau một chút, sau này còn hợp tác với nhau nó dễ, hiểu không? Ai thèm hợp tác với cái tụi nông dân mặt rẹp như chúng mày? Mày không thuê đúng không? Tao cho người khác thuê. Thôi được rồi, hạn cho mày trong tuần này phải trả tiền lãi cho bọn tao, không thì đừng có trách. Anh, bác Hà gọi này. Chuyện. Nhớ đấy. Bọn họ đúng thật là quá đáng. Tôi mới chỉ chậm tiền thuê đất có 2 tháng thôi mà họ tính lãi vay nắm cho tôi luôn. Thế thì khác gì ăn cướp đâu chứ. Thôi, bọn họ đã ngang ngược như vậy rồi, anh còn thuê của họ làm cái gì? Bây giờ đa số đất ở cái vùng này đều là do họ sở hữu. Bây giờ không thuê của họ thì thuê của ai? Mà kể cũng lạ nhỉ. Tức là ngày trước ấy, hai vợ chồng nhà đấy cũng chỉ làm nông bình thường thôi, mà chả hiểu sao vài năm gần đây tự nhiên là đất đai nhiều như thế nhá. Tôi nghe nói hình như là người thân nước ngoài gửi tiền về cho họ để mua đất đấy. Có người thân cho tiền mua đất, họ đúng là có phước của tổ tiên. Anh ta hình như là người vừa nãy. Này anh kia, đừng nói, đợi tao chút. Cẩn thận. Ôi dồi ôi, chỗ này trơn lắm, cô có sao không? Cô đi nhanh như thế thì ngã là đúng rồi. Anh có trách tôi đi vội à? Nếu như không phải là đuổi theo anh ý, thì tôi đã không phải đi vội như thế rồi. Cô đuổi theo tôi làm cái gì? Anh còn hỏi nữa. Lúc nãy anh đi qua làm va rơi hỏng điện thoại của tôi rồi đây này. Điện thoại hỏng à? Đúng rồi đấy, điện thoại tôi vừa mới mua xong, anh va phải hỏng rồi đây này. Bây giờ anh tính sao? Tôi xin lỗi nhá, nãy tôi vội quá cho nên không để ý. Gần đây có quán sửa điện thoại đấy, hay là tôi đưa cô đến quán sửa điện thoại đi, xong rồi người ta báo thế nào thì mình sẽ xử lý thế đấy. Cô yên tâm đi, nhất định là tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô mà. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm với tôi, tôi cần anh chịu trách nhiệm với cái điện thoại của tôi thôi. Đúng, chỉ là chịu trách nhiệm với điện thoại của cô như nào cũng được, bây giờ đi đã nhá. Được rồi, đi thôi, tôi cần phải sửa điện thoại ngay. Ôi, cô làm sao ấy? Chân tôi đau quá. Chết rồi, chân cô bị sưng thế này như kiểu bong gân ấy. Chỗ này cũng gần nhà tôi đấy. Hay là bây giờ tôi đưa cô về nhà tôi nghỉ ngơi một lát nhá, rồi tôi lấy thuốc rượu bôi cho cô. Chân cô mà bôi nhanh khỏi lắm ấy. Ở gần đây có xóc quần áo nào không? Váy của tôi bị bẩn hết rồi. Ở đây thì không có đâu, trên thị trấn mới có xóc quần áo cơ. Làm nào đây, nhưng mà tôi không chịu được cảm giác mặc quần áo bẩn. Ở nhà tôi có đồ của em gái tôi đấy, thật là cũng vừa sai với cô đấy, cô về mặc thử xem.
được. Giỏi vậy. Này, bác Hà bảo con Dương Các về đến đây rồi, vậy mà đợi mãi không thấy. Mà đang ở nước ngoài sung sướng, đòi về đây làm nông trại. Em nói thử xem, cái đầu nó có vấn đề không? Đúng là no rừng mỡ. Đầu nó có vấn đề hay không thì em không quan tâm. Em chỉ lo là nó về đây thì chúng ta phải làm như thế nào. Đúng rồi, nó mà về đây biết cái việc vợ chồng mình lấy đất nhà nó cho thuê, chắc là không yên đâu. Cho nên ấy, chúng ta phải tìm cách cho nó bỏ cuộc đi. Không thể để cho nó về đây làm nông trại được. Nghĩ ra rồi. Này, để anh đi bắt mấy con chuột, chuột chết, về hù cho nó sợ xanh mắt ra, xem nó còn dám quay về không. Cái bọn tiểu thư đài các này, nó chỉ giỏi nói thôi, không dám làm đâu. Cách này hay đấy. Anh bắt thêm mấy con rắn rít về đi, cho nó sợ. Nhưng mà đừng để cho nó biết chuyện chúng ta làm đấy nhá. Sao đấy? Có chuyện gì à? Đây. Không sao đâu, tôi giết nó rồi mà. Giết thật chưa? Thật mà, tôi giết nó rồi, cô nhìn mà xem. Tôi xin lỗi. Không có gì đâu. Tại nhà tôi nhiều cây cối quá cho nên mấy con này nó nhiều lắm. Tôi diệt mãi mà không hết. Nghĩa là vẫn còn nữa à? Thì còn. Nhưng mà từ lần sau ấy, cô cứ làm như tôi vừa làm ấy. Tôi đảm bảo với cô là bọn nó sẽ phải sợ cô, chứ không phải là cô sợ nó đâu. Cũng may là điện thoại còn sửa được, nếu không thì rắc rối to rồi. Mà chân cô còn đau không? Chân của tôi hết đau rồi. Rượu thuốc nhà anh đúng là tốt thật đấy. Ừ, đấy là rượu thuốc gia truyền nhà tôi đấy, ở ngoài không bán đâu. Mà cô về quê làm gì đấy? Cô định thăm người thân à? À, tôi về đây không phải là để thăm người thân, mà là để thăm đất. Thăm đất á? Ừ. Tôi và bố mẹ tôi sinh sống ở nước ngoài, nhưng mà có gửi tiền về nhờ mua đất. Vì nhà tôi không có ai sống ở đây cả, nên là có thuê người để trông coi đất. Bây giờ tôi học xong đại học rồi, thì tôi muốn về đây để làm nông trại ở trên mảnh đất đó. Chính là lý do mà tôi về đây đấy. Cô định làm nông trại á? Sao vậy? Đừng nói là anh coi thường tôi đấy nhá. Không, không phải là tôi coi thường cô đâu, mà tôi hơi ngạc nhiên thôi. Bởi vì nhìn cô không giống người làm nông. Vậy thì tôi sẽ khiến anh thay đổi suy nghĩ về người làm nông đấy. Ở bên nước ngoài ấy, họ áp dụng công nghệ máy móc vào trong trồng trọt, năng suất rất là cao và sạch sẽ nữa. Tôi sẽ áp dụng máy móc để trồng trọt ở khu vực này, nhất định sẽ khiến bộ mặt ở đây thay đổi. Được vậy thì tốt quá, cô phải cố gắng lên nhá. Cảm ơn anh đã động viên tôi nhất định sẽ làm thật tốt. À, này, anh cho tôi hỏi là anh có biết địa chỉ này không? Đây là địa chỉ đất nhà tôi. Tại vì tôi không biết đường ở đây nên là tôi mãi không tìm thấy ấy. Địa chỉ này là đất của nhà cô á? Đúng rồi. Có chuyện gì à? Thế vậy cô có biết hai người tên là Đức và Lan không? Đương nhiên là tôi biết rồi. Đây là hai người mà nhà tôi thuê để trông đất mà. À, thì ra là hai người họ chỉ làm thuê cho nhà cô thôi à? Không phải là đất của họ à? Đúng rồi. Thật ra thì họ cũng là bà con xa với nhà tôi. Vì nhà tôi không có ai ở đây cả nên là thuê họ để trông đất đấy. Họ làm việc cũng chăm chỉ lắm, rất là nhiệt tình, thi thoảng hay gửi đặc sản sang cho bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi rất là hài lòng với họ. Nhưng mà đất đấy bây giờ cô muốn canh tác ngay ấy, thì phải chờ, bởi vì đất nhà cô cho thuê rồi. Sao cơ? Đất nhà tôi cho thuê bao giờ? Đất nhà cô đã cho thuê người ta làm mấy năm nay rồi mà. Cô không biết à? Không thể có chuyện như vậy được, nhà tôi không hề cho thuê đất. Không hề cho thuê đất á? Vậy chẳng lẽ suốt mấy năm qua bọn họ tự ý cho thuê đất rồi lấy tiền bỏ túi riêng à? Chắc là không phải vậy đâu. Nhìn chị Lan và anh Đức rất là thành thật, chắc họ không phải là con người làm những chuyện như vậy. Thành thật á? Thế người mà cô quen với cả người tôi biết có phải là một người không vậy nhở? Hay là thế này đi, tôi có một cách để thử xem là bọn họ có qua mặt cô hay không. Hai người đó biết mặt cô không? Họ chỉ nói chuyện với bố mẹ tôi thôi, chứ chưa gặp tôi bao giờ. Vậy được, bây giờ đi theo tôi nhá. Đợi cả buổi mà không thấy con Dương đâu. Chắc là nó từ bỏ ý định quay về đây làm nông trại rồi. Làm cho bọn mình một phen hết hồn luôn đấy. Nó nói thì hay lắm, nhưng mà chắc là đi được nửa đường, thấy cái chỗ này hoang vu quá, nên là bỏ cuộc đấy. Anh đã nói rồi,
Mấy cái đứa tiểu thư đài các như nó ấy, nghĩ là làm công việc làm nông đơn giản nhàn hạ lắm. Đến lúc bắt tay vào làm thì quay xe ngay. Anh còn chưa kịp tung độc chiêu đã trốn rồi. Đúng là bớt việc. Này, tối nay chúng ta phải ăn mừng lớn mới được. Từ cái lúc mà nghe tin nó về cái em lo lắng, không ăn uống được gì cả. Đi. May quá, hai người về rồi. Tao định tìm hai người đây. Bọn mày đến đây làm gì? Cô ta là ai? Đây là người yêu của tôi. Thế các người đến đây để làm gì đấy? Chúng tôi đến đây để chấm dứt hợp đồng thuê đất với các người. Cái gì? Chấm dứt hợp đồng? Mày nói thế là có ý gì đấy? Chắc là bọn tao bắt mày đóng lãi, thế nên bây giờ mày thái độ chứ gì? Mày không thuê đất nhà bọn tao thì mày lấy gì mà canh gác? Chuyện đó không cần phải lo đâu. Anh ấy sau khi đã trả hết tiền lãi cho hai người xong cũng sẽ là chấm dứt hợp đồng luôn với hai người. Chuyện nhà tao thì liên quan gì đến mày? Có liên quan chứ, bởi vì anh ấy cho tôi mượn tiền để trả lãi các người mà. Sao cơ? Mang thông báo cho hai người biết luôn nhá. Sau khi trả tiền cho hai người xong ấy thì anh Cao sẽ thuê đất nhà tôi luôn. Cái gì? Mày muốn giành mối làm ăn với bọn tao đấy à? Không phải là tranh giành, nó cũng chỉ là thuận mua vừa bán thôi mà. Đúng rồi đấy, hai người cho vay lãi cắt cổ như thế thì kể cả không có anh ấy, tôi cũng không thuê đất của hai người nữa đâu. Mày tưởng nói thế là bọn tao sợ chắc? Để tao nói cho mày biết nhá, đất nhà thằng Toàn, đường nước đi qua nhà tao đấy. Đúng, bọn tao phá đường nước để xem mày canh tác kiểu gì. Này, các ngươi đừng có mà quá đáng nhá. Bọn tao có gì mà quá đáng? Đất nhà bọn tao mà, thích làm gì thì làm, mày ý kiến gì? Cô có chắc đây là đất nhà cô không? Cái con điên này, nói vớ vả vớ vẩn. Không phải đất của tao, đất của mày à? Đúng rồi đấy, là đất của nhà tôi đấy. Con điên đâu chui ra đây. Anh, nó đất nhà mình, đất của nó đấy. Thế hai người tự tin là cái số đất đó là của hai người á? Tiếp theo như tôi được biết ấy, thì là hai người chỉ là người làm thuê, được thuê để trông coi đất thôi. Mà đã là được đi thuê rồi thì lấy quyền đâu mà đã cho đi thuê đất hả? Này, ai bảo với mày là bọn tao làm thuê hả? Đứa nào nói? Tôi nói đấy. Mày con kia, đừng có ăn nói vớ vẩn nhá. Mày còn tin tao tắt vớ mồm mày không? Đúng rồi, bọn này hôm nay đến đây là để kiếm chuyện với vợ chồng mình, phải cho chúng một trận. Từ lúc bác Minh giới thiệu hai người cho nhà tôi, bác ấy nói hai người là người rất là hiền lành và chất phác. Tôi thật không ngờ hai người lại là con người nham hiểm như vậy, lợi dụng lòng tin của nhà tôi để lấy tiền bỏ vào túi riêng. Này, tại sao mày lại biết chuyện này hả? Thế đến giờ phút này rồi mà anh vẫn chưa hiểu gì à? Đây chính là con gái của người đã thuê bọn anh về làm đấy. Đi. Hả? Đây. Cái giường á? Đúng vậy. Tôi là Dương. Sao cơ? Mày lôi một con nhà quê về đây, nhận là cô Dương, mày nghĩ bọn tao tin à? Nếu như anh không nhận ra tôi, nghĩ ra cũng phải nhận ra mẹ tôi chứ. Ui giời ơi cô Dương này, cô về mà chẳng gọi bọn tôi ra đón. Sao cô ăn mặc lạ thế này, bọn tôi không nhận ra. Nếu như tôi không ăn mặc như thế này ấy và giả làm người quen của anh Toàn thì làm sao tôi biết được bộ mặt thật của hai người? Cô Dương, chuyện không như cô nghĩ đâu. Tôi với bọn họ có xích mích với nhau từ trước, thế nên là bọn họ mới bày ra kế để cô hiểu nhầm đấy. Đúng rồi đấy, vợ chồng tôi thì làm thuê cho gia đình nhà cô bao nhiêu năm nay, cô phải hiểu tính tình của vợ chồng tôi nhất chứ ạ. Chính vì hai người làm thuê cho nhà tôi đã lâu nên tôi không hề nghi ngờ. Cho đến ngày hôm nay tận mắt tôi chứng kiến được việc hai người đã làm thì tôi không còn gì để bảo chữa cho hai người nữa. Cô Dương, tôi sẽ nói với bố mẹ tôi chuyện này và sẽ truy cứu trách nhiệm của hai người. Tên gì ạ? Truy cứu trách nhiệm à? Cô Dương này, đất nhà cô rộng như thế, bỏ hoang nó phí ra, bọn tôi chỉ cho thuê lại, có ảnh hưởng gì đâu ạ? Đúng rồi đấy ạ, đất nhà cô vẫn còn y nguyên, không mất một mẩu nào cả. Bọn tôi xin lỗi cô tha thứ bọn tôi nhé. Hai người không chỉ lén lấy đất của nhà tôi để đi cho thuê, mà còn lấy lãi cắt cổ nữa. Vừa lúc nãy hai người còn dọa đánh người khác cơ mà. Hành động của hai người có thể quy vào tội lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Hai người cho thuê đất nhiều năm rồi đấy, chắc là số tiền kiếm được ấy cũng không ít. Tôi nói cho hai người biết này, số tiền của hai người thu về được càng nhiều ấy, tội của hai người sẽ càng nặng. Tôi sẽ báo chuyện này lên cơ quan công an. Hai người ấy cứ chồng mà bị định tội đi. Cảm ơn anh nhá. May mà nhờ có anh, nếu không ấy thì tôi đã bị bọn họ qua mặt rồi. Chuyện nhỏ thôi mà, không cần phải cảm ơn đâu. Mà này, cô thật sự là muốn về đây để làm nông trại đấy à?
Đúng vậy, tôi nói thật đấy, chứ không nói chơi đâu. Đất của vùng này ấy, chỉ thích hợp để trồng lúa nước thôi. Và cô định trồng loại lúa gì? Với cả định ra một năm bao nhiêu vụ? Đường nước vào, đường nước ra, cô tính toán hết chưa? Phải lưu ý nhiều như thế sao? Tất nhiên rồi. Thời tiết của nước ta ấy không như bên nước ngoài đâu. Với cả còn phải xem sự phát triển này và sự thích nghi của cây giống nữa. Nếu như cô muốn bắt tay vào làm nông trại ấy, thì phải vất vả học hỏi nhiều đấy. Anh không lớn hơn tôi bao nhiêu, mà công nhận là anh hiểu biết nhiều thật đấy. Nhà tôi làm nông, cho nên từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với mấy cái này rồi. Xong rồi khi mà thi đại học ấy, tôi cũng chọn trường nông lâm mà. Vậy nên tôi cũng biết một chút ít. Anh là sinh viên trường nông lâm à? Cựu sinh viên thôi, tôi ra trường năm ngoái rồi. Xong rồi anh về đây để làm nông à? Đúng vậy, tôi cũng có suy nghĩ như cô ấy. Muốn áp dụng công nghệ vào trồng trọt. Hy vọng là với kiến thức của mình sẽ giúp cho mọi người và những người nông dân bớt khổ hơn. Anh đúng là giỏi thật đấy. Còn tôi thì chỉ biết lý thuyết thôi. Lúc bắt tay vào làm thì không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Cô mới từ nước ngoài về mà, cho nên phải học hỏi rất là nhiều thứ. Thôi được rồi, nếu như mà cô có gì không hiểu ấy thì cứ hỏi tôi sẽ cố hết sức để giúp cô. Tôi có ý này. Hay là anh nhận tôi làm đệ tử đi. Cái gì? Dù sao thì tôi cũng phải học tập lại từ đầu. Để tìm được một người thầy mà vừa có kinh nghiệm, vừa có kiến thức không phải là dễ. Cũng xem như là tôi và anh cũng có duyên. Anh nhận tôi làm đệ tử đi. Tôi hứa là tôi sẽ chăm chỉ học hỏi. Anh Toàn, thì ra là anh ở đây à? Tôi tìm anh mãi. Tìm tôi có việc gì vậy? Là việc vui. Công ty xuất nhập khẩu gạo nhận được mẫu thử của chúng ta rồi. Họ rất hài lòng. Thật vậy sao? Vậy họ có đồng ý hợp tác với mình không? Bọn họ nói là nếu như chúng ta có thể đảm bảo được chất lượng gạo giống như bây giờ ấy, thì việc ký kết hợp đồng không phải là chuyện khó. Nhờ có cô mà chuyện đàm phán với công ty nước ngoài mới thuận lợi như vậy. Công của cô rất lớn đấy. Công của tôi làm sao mà lớn được bằng công của anh. Cũng nhờ có anh ấy là ngày đêm chăm sóc, rồi nghiên cứu cải tiến giống gạo tốt như thế. Vậy nên bọn họ mới đồng ý để ký kết hợp đồng với công ty chúng ta. Thực ra thì tôi cũng định nói với anh là tháng sau tôi sẽ về Mỹ. Sao tự nhiên cô lại về Mỹ đột ngột như vậy? Em họ của tôi sắp kết hôn. Tôi cũng muốn tiện về thăm nhà luôn. Cô tính về bao lâu? Tôi định về tầm 3 đến 4 tháng. Cũng tiện để đàm phán với công ty ở bên Mỹ luôn. Lâu như vậy sao? Sao thế? Tôi xin nghỉ 3 tháng có ảnh hưởng gì đến công việc của công ty à? Không, công ty thì không sao cả. Nhưng mà ảnh hưởng đến tôi. Sao ạ? Cô đi lâu như vậy thì tôi sẽ nhớ cô lắm đấy. Cô sang bên đó rồi thì nhớ thường xuyên gọi điện về cho tôi nhé. Nhưng mà múi giờ bên Mỹ với cả Việt Nam lệch nhau. Không sao, bất cứ khi nào cô gọi tôi sẽ đều nghe máy. Dương, anh thích em. Lần này em về thăm nhà xong rồi hãy trả lời cho anh biết là em còn đồng ý làm người yêu của anh không nhá. Anh... Không cần phải trả lời vội đâu, anh chờ được mà. Em cứ suy nghĩ thật kỹ đi rồi trả lời cho anh biết. Không cần phải suy nghĩ. Anh có biết là em đợi anh tỏ tình lâu lắm rồi không? Em... Em cứ tưởng ấy là em còn phải chủ động nữa cơ. Anh xin lỗi nhá. Anh đúng là đúng không? Anh có biết ý là anh để em đợi lâu lắm rồi không? Đợi lâu xót hết cả ruột. Anh xin lỗi nhá, đã để cho em chờ lâu như vậy. Lần này ý, thì em bỏ qua cho đấy. Còn nếu mà lần sau còn để em đợi nữa ý, thì nhất định là không xong với em đâu.